Mời tất cả quý vị nha quý vị. Bữa nay quý vị phải nghe em nói nha quý vị. Mà em có lỡ có sai á, mà em nói á, là em nói thật nha quý vị. Bởi vì khi em sai là em nói thật nhất và em được quyền sai. Em được quyền sai và lẽ ra em là một cái người là lẽ ra em phải được thương yêu rất là nhiều và em hy sinh rất là nhiều. Nhưng mà em không ngờ là cái sự hy sinh của em bị giẫm đạp quá nhiều. Cho nên em phải nói một điều là rất là đau lòng. Không dễ gì em khóc đâu. Nhưng mà đôi khi nước mắt nó cũng giúp cho em phơi được phần nào em vơi. Có khi quý vị gặp em năm nay rồi hết dịch rồi, vợ chồng em sẽ rời khỏi Việt Nam, không sống đây nữa. Vì không thể chịu đựng được những cái điều tàn nhẫn của những con người mà giẫm đạp lên đạo đức, giẫm đạp lên tất cả. Thì tại sao em phải cống hiến? Đó là sự thật. Bởi vì sao em là một người phụ nữ? Phụ nữ sinh ra là để được yêu thương, sinh ra là để được trân trọng. Em không có lỗi với ai hết. Tại sao giẫm đạp em? Tại sao chà đạp lên cái sự tử tế của em? Tại sao đối đãi với em như vậy? Có khi em sẽ rời khỏi Việt Nam và em sẽ đóng toàn bộ quỹ từ thiện lại. Em không có lỗi gì hết. Em sẽ rời đi trong danh dự. Đó là những gì em đã suy nghĩ một tuần lễ nay. Bởi vì em được sống thật với chính mình. Em nói thật với quý vị là ba ngày nay em suy nghĩ thật. Em trần tình. Em nói thật với quý vị, nếu như mà cái cuộc đời này nó tốt đẹp á, em có thể hy sinh chết trong một nốt nhạc, em không bao giờ hối hận. Nhưng đừng có giẫm đạp em quá đáng. Và em không có lỗi gì khi em rời đi. Em nói thật, em có đủ tư cách rời đi. Và vợ chồng em sẽ đóng cửa Đại Nam, giải tán toàn bộ hết và sẽ rời đi. Đó là điều mà cuối cùng em nghĩ đến là em phải rời đi. Là bởi vì em cảm thấy cuộc đời nó bất công quá. Làm người tử tế thật là khó, khó đến mức mình không tưởng tượng được là mình tử tế đến mức mình trở thành người có tội luôn là sao? Nó bất công đến cái mức mà bao nhiêu người có quyền giẫm đạp mình, còn mình không được nói gì hết. Mình không có tư cách để nói gì hết. Thì tại sao em phải hy sinh đi lụm từng đồng bạc, gom từng xu từng hào của khách đến Đại Nam để rồi mình đóng góp vô cái quỹ từ thiện, bổ tim cho từng em một, cứu mấy em từ cái chết trở lại cái sống. Quý vị nào đã từng lâm vào hoàn cảnh của em đi, quý vị sẽ thấy cứu những cái đứa trẻ em mà cha mẹ nó nghèo, không có một suất ăn cơm, lòng em hạnh phúc biết chừng nào. Mà bây giờ em dùng chứ em không muốn làm gì nữa hết. Thì quý vị nghĩ coi em có còn nhuệ khí nữa không? Em có còn một chút tư tưởng nào để cống hiến nữa không quý vị? Khóc là hèn, Giáng sinh là nhục. Nhưng mà đôi khi giọt nước tràn ly. Giọt nước tràn ly quý vị. Vì em nghĩ rằng là vợ chồng em, anh Dũng thì cả đời chỉ biết làm cống hiến hết. Rồi khi em về em sống em cũng cống hiến nữa. Ba ngày nay em phải suy nghĩ. Em còn bốn đứa con. Em không thể mà em hy sinh tiếp tục để rồi con em nó khổ, mẹ nó khổ rồi con em nó cũng khổ. Một cái doanh nghiệp lớn như thế này, 5-6 công ty quản lý, nuôi cho 1.000-2.000 nhân viên, gồng gánh hết trong ngoài. Thế mà người ta vẫn giẫm đạp lên sự hy sinh của mình. Buồn không quý vị? Hôm nay em nhất định em phải khóc một bữa với quý vị. Bởi vì ai đã từng ở trong cuộc á sẽ hiểu được, sẽ hiểu được cái mất mát, cái đau thương. Có ai bù đắp được cho em một lời tử tế là em đã mừng lắm rồi. Em không đòi hỏi một điều kiện nào hết. Em chỉ cần có một chút lương tâm thôi, không có nữa. Vậy thì em làm để làm gì? Tại sao em phải làm? Tại sao vợ chồng em phải tiếp tục cống hiến đi làm cái gì? Em phải suy nghĩ chứ quý vị. Có thể em sẽ rời đi, em không sống ở đây nữa.
Em rời đi trong danh dự, em rời đi trong lòng tự trọng, trong sự kiêu hãnh của bản thân mình, vì em không làm gì sai với lương tâm em. Em không làm gì sai, em không có làm cái điều gì tổn hại đến ai hết. Em chỉ thấy em bất công quá thì em buông em đi thôi. Làm người tử tế thật là khó. Từ lúc mà quý vị thấy em bước chân lên giao lưu đến bây giờ, chưa bao giờ mà em cảm thấy em ức lòng tới như vậy. Và thật sự ra thì những đứa con của em nó bị tổn thương quá nhiều, bởi vì mẹ nó là một người tốt. Thì bây giờ đặt ngược lại quý vị á, quý vị là em á, quý vị có còn muốn làm nữa không? Hay là em đi, hay là em đi rồi sẽ hiểu được. Vậy là em là một đứa ngu ngốc nhất trên đời này. Cái sự hy sinh của em nó ngu ngốc đến mà để cho người ta chửi, người ta rủa, người ta dẫm đạp lên mình. Vậy thì tại sao em phải tiếp tục hy sinh? Em muốn gánh vác mất cho cái xã hội này thì em trở thành người có tội. Thật là em ngu dốt đi, em ngu si đi, em hưởng thay mình. Em khôn ngoan làm chi, người em oan trái nhiều. Quý vị thử nghĩ xem, em có còn nhuệ khí để em hy sinh được không quý vị? Em đã nghĩ rồi, em nghĩ rồi em sẽ rời đi. Khi mà hết dịch rồi, có khi là em sẽ không sống ở Việt Nam nữa. Mẹ con em sẽ rời đi trong danh dự, và có thể là em giải tán công ty. Đâu có lý do gì mà vợ chồng em sống anh Dũng tới 62 tuổi rồi, em 50 tuổi rồi, anh Dũng làm cả một cuộc đời rồi, tới phiên em bước chân vô cũng chỉ là cống hiến thôi, mà giờ này trở thành cay đắng đến như vậy. Thì nói thật với quý vị, vì em là một con người sống có cảm xúc thật, em có trái tim thật, em yêu đồng bào, yêu dân tộc, yêu nước thật. Nếu em muốn hưởng thụ, em đã không trở về Việt Nam, em đã sống ở lưu phong ở nước ngoài rồi. Em trở về Việt Nam với tất cả những gì mà em dâng hiến được cho đời, làm đẹp cho đời. Thì không ngờ em lại trở thành một cái công cụ, và em đã trở thành một con người để cho người ta dẫm đạp, em không thương tiếc. Nói thật với quý vị, hãy là em đi, hãy thử là em đi. Từ cái nạn nhân này em trở thành một nạn nhân kia. Phải nói là em không hiểu tại sao cái cuộc đời này nó lại bất công đến như vậy. Phải nói là em hạnh phúc là khi mà cái thời gian gần đây rất rất là nhiều người thương em. Hiện là đang có 120.000 người theo xem trực tiếp trên đúng một kênh YouTube của Trường Đua Đại Nam. Thì quý vị đã thương mến em rất là nhiều. Em rất là, phải nói là con người em có máu anh hùng. Một khi mà đã chơi là không bao giờ chạy, và đã hết lòng hết dạ thì em môi thớt tim gan ra để em cống hiến, em không bao giờ buồn. Nhưng thật sự em rất buồn. Nói thật với quý vị, con người ta nó tới một cái ngưỡng, và khi nó đi quá giới hạn rồi thì đôi khi nó lại như vậy. Em nói thật với quý vị, tại vì em không phải là loại ngu dốt, em tử tế chứ không phải ngu dốt. Cho nên em nói thật với quý vị rằng là có khi sau một cái trận đại dịch như thế này ổn định rồi thì vợ chồng em có khi là rời đi, thì tụi em cũng quá mệt mỏi rồi. Cho cũng có tội, giúp cũng có tội, cũng bị hạch sách, cũng hỏi mày cho thiệt hay cho giả, tài sản có được thì nói đi lừa đảo. Buồn không quý vị, kiểu gì cũng sống không nổi hết. Chỉ có đi làm từ thiện thôi mà cũng có tội luôn quý vị ơi. Mời tất cả quý vị nha quý vị.